Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Trong clip này, mình sẽ giới thiệu các bạn một dạng đồ thị nữa cũng rất là phổ biến khi mình chúng ta dùng để hiển thị các số liệu của mình. Đây thì mình sẽ giới thiệu các bạn bài chart. Ok, bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tiến hành cấu hình cái bài chart này. Các bạn mở cho mình cái project lần trước lên. Tương tự thì mình sẽ vào phần main monitor. Các bạn kéo cho lại cho mình cái màn hình View Controller. Mình cũng kéo thả một button. Mình auto layout cho đối tượng button này. Mình leading equal width equal height. Mình để cho nó cách top là 100. Rồi mình add change cho nó. Mình update frame. Cái button này thì mình sẽ đặt tên là bài chart. Rồi tiếp đến các bạn kéo vào cho mình thêm một đối tượng ở view controller. Mình cũng đi tạo một cái file quản trị cho cái màn hình view controller này. Các bạn gọi cho mình iOS Google Chart Plus. Ở đây thì mình sẽ đặt tên cho nó là bài chart. Rồi mình sẽ đi add cái file quản trị bài chart của mình vào cái màn hình ở view controller mình mới kéo thả. Đây thì các bạn cho mình chọn cho mình bài chart. Rồi đây thì các bạn đặt cho mình cái storyboard đi, mình cũng đặt là bài chart. Mình sử dụng storyboard đi. Rồi các bạn kéo thả cho mình thêm một cái đối tượng UI view. Đây thì mình sẽ auto layout cho đối tượng này. Mình update frame. Trong đối tượng này thì mình sẽ xác định cái class của nó chính là bài chart view. Các bạn tìm cho mình cái đối tượng bài chart view. Ok. Giờ thì mình sẽ đi tiến hành ánh xạ. Đầu tiên chính là đối cái button bài chart của mình thì các bạn chọn cho mình cái file view controller. Ở đây các bạn ánh xạ cái đối tượng button bài chart này rồi. Mình chọn kiểu là action và mình để là bài chart. Tiếp đến thì các bạn kéo cho mình đến cái màn hình bài chart. Chọn cho mình cái file là bài chart script. Các bạn ánh xạ cái đối tượng view của mình vô. Ở đây thì mình sẽ đặt tên cho nó là bài chart. Rồi, mình cũng sẽ tiến hành import cái thư viện của mình vào trong cái file này. Import chart rồi. Rồi. Các bạn trở lại cho mình cái file view controller. Ở đây thì mình sẽ đi tiến hành viết code để chuyển màn hình sang màn hình bài chart của mình khi mình click vào cái button bài chart của mình. Thì mình cũng sẽ tạo một cái biến màn hình bằng storyboard.in. Các bạn chọn cho mình cái hàm có identifier. Đây thì mình để là bài chart. Tiếp đến các bạn sẽ gọi cho mình navigation controller.put view controller. Mình truyền cái biến màn hình vào đây. Hiệu ứng mình để là chủ. Rồi. Đây thì mình fix theo code. Các bạn trở lại bài chart cho mình cái file bài chart suite. Tiếp theo ở đây thì mình cũng sẽ đi tạo một cái mảng. Đối với cái bài chart này thì mình sẽ giả sử mình sẽ vẽ đồ thị cho hiển thị số phần trăm của các loại đất trên Việt Nam đi. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái mảng đặt là name đất, name thôi.
Mảng này có kiểu là array string. Mình sẽ đi khởi tạo cái mảng này. Ở đây thì mình cái mảng name của mình sẽ bằng, thì mình sẽ truyền vào một số cái tên, một số loại đất, ví dụ như đất đỏ, rồi đất phù sa, tiếp đến là như là đất cát. Đất cát rồi, đất phèn. Rồi theo là đất sét. Thôi mình cho một số ví dụ thôi. Đây thì nó báo cho mình là thay đổi led thành vàng. Mình sẽ đi tiếp tục tạo một cái mảng nữa. Mảng đây thì mình để cho nó là kiểu array double. Array double này mình sẽ đi chính là cái số lượng phần trăm của các loại đất này, thì mình giả sử một số cái số lượng nào đó mình tùy thích, mình để là 30 này, rồi 15, mình có 2, 4, 5 loại đất, rồi 10, rồi tiếp theo là 2, 6 và 24. Vậy là mình có 5 loại đất thì tương ứng mình có 5 cái giá trị cho cái tỷ lệ phần trăm của các loại đất này. Rồi xuống đây thì các bạn khởi tạo cho mình một cái hàm function. Ở đây mình sẽ đặt tên là set by chart. Tham số mình truyền vào là name kiểu array string. Tiếp đến chính là value kiểu array double. Trong này thì mình cũng đi tạo một cái mảng, mình để là by array. By array này có kiểu là một kiểu mảng, có kiểu là chart data entry. Mình đi khởi tạo nó. Rồi các bạn gọi cho mình hàm for i in 0. Rồi các bạn gọi cho mình cái đối tượng name.count. Mình sẽ đi tạo một đối tượng data có kiểu là chart data entry, mà sẽ bằng, mình đi khởi tạo cái đối tượng này, mình sẽ truyền vào cho nó là các giá trị nhất x, mình truyền vào là y. Tiếp theo y, đây thì mình sẽ truyền vào value y. Đây thì mình sẽ ép nó về kiểu double. Rồi mình sẽ thêm các phần tử data vào trong cái mảng peer by array của mình. Mình gọi by array chấm append, thì mình chuyển biến data rồi. Đây thì mình thay đổi cái mảng thành và. Dưới này mình sẽ đi khởi tạo một đối tượng by data set có kiểu là by data by chart data set bằng by chart data set. Đây thì các bạn truyền vào value ở đây chính là cái mảng by array của mình. Mình truyền by ở đây label, đây thì mình để là lượng đất. Các bạn tạo cho mình thêm một cái biến by data. By data này có kiểu là by chart data bằng by chart data. Đây có hai cái hàm, thì các bạn chọn cho mình cái hàm ở dưới. Hàm ở trên thì mình sẽ truyền vào một cái mảng kiểu dataset, dưới thì mình truyền vào một cái tham số. Đây mình truyền vào là by dataset.
Rồi, ok thì các bạn gọi cho mình cái biến bài chạm. Bài chạm. Bài chạm của mình thì các bạn chấm data sẽ bằng cái py data của mình. Trên trong hàm view display thì các bạn gọi cho mình cái hàm set by chart. Biến đầu tiên name ở đây thì mình sẽ truyền vào là cái mảng name của mình. Tiếp theo value thì mình sẽ truyền vào cái mảng. Ok. Bây giờ mình sẽ thử run cái ứng dụng của mình. Rồi, mình thử kích vào cái file chạm. Rồi, các bạn thấy thì mình đã hiển thị được cái đồ thị file chạm của mình. Nhưng ở đây có một điều là các bạn chú ý là cái màu nó đồng đều, mình sẽ không thể nào là phân biệt được từng cái đối tượng của mình trong cái đồ thị này. Ở đây thì các bạn trở lại cho mình cái file file chạm. Mình sẽ đi khởi tạo một cái mảng. Mình đặt tên cho nó là color. Color này có kiểu array color, UI color. Mình sẽ đi khởi tạo một số cái phần tử trong cái mảng này. Tên thì mình sẽ để cho nó là màu nâu. Tiếp đến là mình để màu đỏ. Thì trong cái mảng này thì các bạn chọn để cho mình 6 phần tử tương ứng với 6 giá trị của cái mảng name của mình. Mình để màu xanh color, màu tím, và màu hồng. Tiếp đến thì mình sẽ để một cái màu trắng. Ok. Bây giờ mình sẽ gọi cái biến by dataset của mình. Mình chấm color. Ở đây thì mình sẽ truyền vào một cái mảng color. Thì mình sẽ truyền cái array color của mình vào. Rồi, bây giờ mình thử run lại rồi check. Mình thử kích lại vào bài chạm. Đó, bây giờ là mỗi cái giá trị thì có một màu để hiển thị rất là rõ ràng. Vậy là mình và các bạn đã cùng nhau thực hiện xong cái đồ thị bài chạm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.